Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tây Bắc Vlog. Hôm nay mình sẽ làm món gà bọc bùn nha các bạn nhá. Ở đây là con gà, đây là gà nhà mình nuôi thôi. Một con gà mái mơ. Con này chắc tầm hơn cân. Bây giờ là mình sẽ bắt và mổ xẻ. Sau một thời gian thì mình đã sơ chế xong. Đây, gà nhà mình nuôi nên là mình sẽ không cần tô màu các bạn ạ. Cái này màu nó đẹp sẵn rồi. Gà ăn ngô nên là béo tốt cực kỳ luôn. Cái gia vị của mình sẽ gồm có củ sả này, có gừng này, có lá chanh. Đấy, và sang bên đây thì đây là mì chính Aji ngon với lại mắc khén với lại muối. Cái gia vị của mình chỉ có vậy thôi. Mình không cầu kỳ để giữ nguyên được cái hương vị của con gà ta. Đấy, xả thì mình sẽ đập ra các bạn ạ. Đây các bạn xem gà này. Đó. Rất chi là đẹp luôn, màu vàng. Vàng này vàng tự nhiên luôn nhé các bạn nhé. Chứ không phải là mình sẽ không tẩm bất cứ một cái gì cả, mình sẽ để tự nhiên thôi. Lá chanh mình cũng sẽ thái chỉ ra. Mắc khén. Đấy, cái gia vị này là một trong những cái gia vị mà đặc trưng quan trọng nhất trong các món nướng. Nhắc đến mắc khén là nghĩ ngay đến Tây Bắc. Đây, các gia vị cơ bản giờ đã xong rồi, bây giờ cho muối mì với lại Aji ngon. Bây giờ mình sẽ bỏ muối. Mì chính. Rồi, ok. Giờ mình sẽ đảo đều gia vị nhé các bạn nhé, cho nó muối tan. Muối mì chính với lại Aji ngon nó sẽ tan ra, hòa quyện cùng với gia vị. Đó, tiến hành ướp gà. Sát kỹ bên ngoài vào. Đấy, có một số cái nốt đỏ đỏ đấy là nó bị con mò ăn các bạn ơi. Gà mà miền núi mà mình nuôi mà nó gọi là gà thả rông, nó đi trên đồi trên núi thì nó hay bị cái con mò đỏ ấy nó ăn. Cho cái gia vị vào trong cái bụng của nó để nó ngấm ở trong. Mọi thứ đã xong rồi, bây giờ mình sẽ dùng lạt để buộc lại cho nó gọn. Đó. Rồi, ok. Buộc lại để cho nó gọn gà. Được chưa? Xem nào, gọn chưa? Đấy, như này là ok rồi đấy. Rồi, bây giờ mình cuốn này, cuốn lá. Bình thường thì mọi người có lá sen hoặc là giấy bạc. Nhưng ở đây do điều kiện mình không có nên là mình sẽ cuốn bằng lá chuối thôi. Lá chuối thì mình sẽ làm dày một chút, mình sẽ làm hai lớp. Lớp bùn mình cũng sẽ làm dày một chút để cho nó đỡ bị cháy vào bên trong.
này phải làm kín cẩn thận, không là bùn nó lại nó sẽ rơi rớt vào trong này, nó sẽ làm bẩn con gà của mình. Hơi bị siêu to khổng lồ đấy. Bây giờ buộc lại, buộc chặt lại là ok thôi. Bây giờ phải gói, buộc như kiểu gói bánh chưng các bạn ạ. Đó, bây giờ mình sẽ buộc ngang cái lạt hơi. Rồi, thế là ổn rồi. Buộc được không hay thế thôi? Ok, vậy là cái phần gói lá đã xong. Đây, kiểm tra lại xem nào, xoay các bên xem nào. Có đảm bảo không? Xem bên này, này. Sợ bùn nó lọt vào không? Thế này thôi, ở bên trong nó cũng nhiều lớp lắm rồi, chắc không vào đâu. Rồi, bây giờ đi lấy bùn. Ở ngay cạnh nhà mình thì có một cái đất sạt các bạn ơi. Đất này thì là đất của ụ mối. Mình sẽ tận dụng luôn cái đất chỗ này, vừa sạch sẽ vừa đất nó có, này là đất thịt, đất ụ mối nên nó cái sự kết dính của nó sẽ rất là chắc chắn. Bọc hơi to đấy nên là phải lấy nhiều tí. Rồi, ok, thế được rồi. Bây giờ mình sẽ nhào đất các bạn ơi. Mình cho một chút nước vào, nó đã như này rồi các bạn này. Rồi, bắt đầu đấy các bạn nha. Mình sẽ cho cái lớp đất đầu tiên vào đây đã. Đấy, tạo khuôn sạch sẽ này mà cho vào đất này. Ủa, củ này thì hơi to đấy. Đấy, mình sẽ miết dần, miết dần cho nó ôm sát vào đây. Ôi, cái này thì thoải mái rồi. Đất thì thoải mái rồi. Dính quá. Này, này thì hơi đắp vào đây. Đây mình đắp dày thoải mái thôi. Đắp dày để đun để nung cho nó an toàn. Lật lên. Ui dồi ôi. To phết. Bây giờ chuẩn bị cho vào nướng thôi. Bếp thì mình có sẵn rồi, thoải mái than luôn. Đây, đống lửa. Úi dồi, sáng quá. Rồi, sẵn sàng nha các bạn nhá. Đây, cái này của mình thì nó không được tròn lắm đâu, nhưng mà bắt buộc phải thế này thôi. Ôi, như bồng con ấy. Úi dồi ôi. Đây. Đấy. Ok rồi đấy. Bây giờ mình trên này thì cái này đun cho lửa thoải mái. Đấy, cái khúc này thì mình sẽ cho lên trên này. Ở dưới thì thoải mái rồi. Đó. Rồi, đến giai đoạn này là chắc là chín thật rồi các bạn ơi. Được 3-4 tiếng rồi đấy. Mình bọc nó hơi dày. Đó, có cả sắt nữa. Đây các bạn ơi, cái này nó hơi dày nên mình chắc là cho ra luôn ở trong bếp này luôn thôi.
ở trong giò này luôn thôi. Dày nặng, quá. Không bê ra được. Không biết là thế nào. Gõ ra, gõ ra. Em phải dùng đến biện pháp mạnh các bạn ơi. Nó cứng quá. Đó, lộ ra rồi. Xem nào, món đầu tay xem nào. Cởi ra đi, cởi lạt ra đi. Ui, cái mùi thơm à. Ra từng lớp rồi. Béo nên là nó có mỡ, nó có nước mà. Đâu rồi, nhân vật chính đâu rồi? Lộ ra đi. Nhân vật chính đâu rồi? Wow, đây các bạn ơi, cái này chắc là chín quá rồi, nẫu quá rồi. Bây giờ thì cắn nè. Cắn thôi. Thơm ngon quá. Nóng hôi hổi bốc khói này, màu lên rất là đẹp, rất là thơm luôn. Rất là ngon này. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đồng hành cùng video. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh để đón xem những video hay hấp dẫn tiếp theo trên Tây Bắc Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.